Như các bạn cũng biết đấy, âm nhạc có một sức mạnh rất là tuyệt vời, có thể giúp chúng ta giải tỏa nỗi buồn này, tìm kiếm nguồn năng lượng. Và khi này thì việc của chúng ta chỉ cần là chìm đắm vào những bài nhạc thôi. Và mình nghĩ dù là con trai hay là con gái đi chăng nữa thì cái việc thưởng thức âm nhạc cũng rất là cần một chiếc loa, phải không nào? Và ngày hôm nay trong video này, May đang có một chiếc loa siêu siêu dễ thương, May sẽ giới thiệu cho các bạn ngay sau đây. Và đừng vội tắt video, hãy cùng theo chân mình để xem rằng chiếc loa này có điều gì đặc biệt nhé. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Và mình đã bị thu hút bởi em loa này ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù là màu sắc không quá nổi bật. Và chúng ta sẽ có hai phiên bản màu sắc khác nhau là màu xanh lá và màu hồng trẻ trung và hiện đại. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình chỉ có màu hồng ở đây thôi. Và mình nghĩ đối với những ai mà bị nghiện màu pastel thì thực sự sẽ bị em này chinh phục đấy nhá. Thêm nữa thì thiết kế của Oppo Wireless Speaker cũng là điều khiến mình cảm thấy thích thú. Và khi mà nhìn vào thì chúng ta sẽ dễ liên tưởng ngay đến một chiếc đồng hồ để bàn, đúng không nào? Thực ra là đúng đấy, và điều này chúng ta sẽ nhận biết được khi mà chiếc loa này hoạt động. Khi đó ẩn dưới cái lớp lưới bảo vệ này thì chúng ta sẽ có một cái dãy đèn LED hiển thị thời gian, cho phép chiếc loa vừa trở thành một thiết bị phát âm nhạc, vừa trở thành một chiếc đồng hồ để bàn rất là xinh xắn, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau. Bên cạnh đó thì chiếc loa này cũng tạo cá tính riêng với kiểu dáng hình hộp bo tròn các góc. Mặt trước thì có logo của Oppo này, mà sau thì chúng ta sẽ có một cái cổng sạc Type-C. Và cả hai thì đều được hoàn thiện từ chất liệu vải, cầm vào thì chúng ta có một cái cảm giác khá là thích tay. Bao quanh thân loa sẽ là nhựa dẻo cùng tông màu luôn. Và mặt trên thì chúng ta sẽ có các nút điều khiển, và ở đây chúng ta có một phím nguồn kim kết nối Bluetooth, truyền bài và tăng giảm âm lượng cơ bản được in nổi. Điều này cũng giúp cho việc thao tác của chúng ta trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Chưa hết thì với trọng lượng chỉ là 159g thôi, tiện lợi và có tính di động cao, dễ dàng chúng ta mang đi ra ngoài, đặc biệt là trong những cái buổi dã ngoại cùng với bạn bè. Và quan trọng nhất là phần chất âm thì sẽ như thế nào nhỉ? Vì chiếc loa này là một chiếc loa mini nên là âm thanh không quá lớn, với cái công suất chỉ là 3W thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp để chúng ta nghe trong một cái không gian phòng từ 15 tới 20 mét vuông để thư giãn thì sẽ là ổn. Cụ thể hơn với các giải âm thì sẽ như thế nào? Thì mình đã thử nghe thì chiếc loa này không thiên hướng về một cái thể loại nào cả. Với thể loại nhạc pop hay EDM thì âm thanh sẽ ở mức bình thường chứ không quá chi tiết. Được cái là âm lượng hết cỡ cũng không bị rè. Đáng chú ý là phần âm trầm phát ra từ chiếc loa này tương đối dày nhưng vẫn chưa có độ sâu. Tuy nhiên thì chúng cũng không tạo một cái cảm giác quá hụt hẫng cho mình. Phần âm trung thì cũng ổn, cảm giác nghe nhạc ấm. Mà đặc biệt trong cái khoảng thời gian này mọi người lại hạn chế ra ngoài đường, mà trời Sài Gòn lại còn vào mùa mưa nữa, thì chiếc loa này thực sự rất là thích hợp cho cái việc là chúng ta ở nhà xong tự chill chill trong một không gian phòng vừa phải. Và tới đây thì May cũng bật mí luôn, chiếc loa này là quà tặng cho chương trình đặt trước Oppo Reno 4 Series. Và link cụ thể của chương trình như thế nào thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video này nhé. Quay trở lại với thời lượng pin của chiếc loa Oppo này có dung lượng là 750mAh. Chúng ta có thể phát nhạc được khoảng 8 giờ đồng hồ cũng là thời lượng khá rồi. Nhưng để sạc đầy pin lại cho chiếc loa này thì lại hơi mất thời gian, tới tận 3 tiếng đồng hồ cơ đấy. Và tổng kết lại đối với chiếc loa này thì chúng ta có một thiết kế trẻ trung và xinh xắn này, thời lượng sử dụng thì khá dài, chất âm ở mức là khá ổn. Nhưng mà vì là quà tặng của nhà Oppo nên chúng ta không thể đòi hỏi một cái gì đó quá cao siêu được. Nhưng bù lại đối với chiếc loa này chúng ta có thể sử dụng làm một chiếc đồng hồ để tạo điểm nhấn cho cái bàn làm việc cũng như là bàn học của mình cũng khá là ok. Và tới đây video cũng đã kết thúc rồi, đừng quên like, share cũng như là subscribe cho kênh Thế Giới Phụ Kiện nhé. Và bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video của lần sau. Bye.